Chào các bạn, mình là Hà Nguyễn. Với những ai là tín đồ của Synthesizer thì không thể bỏ qua sự trải nghiệm trên một dòng đàn mới này, đó là dòng đàn chuyên dành cho sân khấu YC-CB. YC là Stack Keyboard và CB là Stack Piano. Với thiết kế gọn gàng và trực quan giúp cho người dùng có thể control và edit một cách dễ dàng. YC sở hữu những cái nguồn âm chuẩn. Đây là một cái điều hết sức thuận lợi cho những synthesizer khi mà tạo ra những cái âm thanh mà mình mong muốn. Và tất nhiên rồi, đây là một nhạc cụ dành cho studio tuyệt vời khi mà nó đã được tích hợp cả phần audio interface để cho việc thu phát lại những cái dự án âm nhạc của mình.